Tại thành phố Dessau Roslau của Đức, vào một chiều tối tháng 5 năm 2016, nữ du học sinh trẻ Trang Zili chạy bộ như mọi ngày. Và cô không ngờ rằng, chính ngày này đã đánh dấu tuổi 25 của cô nằm lại mãi mãi tại quốc gia Đức mà không bao giờ trở lại, trở thành nạn nhân của người phụ nữ nhẫn tâm và gã đàn ông sặc mùi thú tính. Đây là câu chuyện về Trang Zili. Để thỏa dục vọng cho chồng, cô gái cống nạp nữ du học sinh tình cờ chạy bộ ngang qua nhà Trang Zili. Tại thành phố Dessau, Đức, cái chết bất ngờ của nữ du học sinh Trung Quốc. Thành phố Dessau-Roßlau, bang Saxony-Anhalt, miền đông nước Đức, được thành lập vào năm 2007, là một thành phố xinh đẹp và yên tĩnh, nổi tiếng về nghệ thuật và kiến trúc. Đặc biệt, đây là khu vực có nhiều sinh viên Trung Quốc đến du học. Chỉ riêng năm 2006 đã có hơn 800 sinh viên Trung Quốc đến đây để học tập. Sáng ngày 12 tháng 5 năm 2016, các sinh viên lên giảng đường như mọi ngày. Thế nhưng sự yên bình bị phá vỡ khi cùng lúc đó có một cuộc điện thoại gọi đến sở cảnh sát. Khi nhận được báo cáo, cảnh sát ngay lập tức huy động một số lượng lớn người và bắt đầu tìm kiếm khắp thành phố. Và tin tức này nhanh chóng lan truyền đến những người dân trong vùng. Người mà cảnh sát đang tìm kiếm là một cô gái tên Trang Zili, một sinh viên 25 tuổi, người Trung Quốc, đang theo học thạc sĩ kiến trúc tại Đại học Anhalt. Bạn cùng phòng của Li Trang Tri nói rằng cô ấy đã ra ngoài chạy bộ vào buổi tối hôm trước và không quay trở lại nhà. Cảnh sát đã tập trung tìm kiếm quanh con phố mà Trang Tri Li thường tập thể dục. Ngày hôm sau, ngày 13 tháng 5 năm 2016, thi thể Trang Tri Li được tìm thấy trong bụi cây dưới một cây thông lớn trong khu vực, cách căn hộ của mình chưa đầy 300 mét. Khu vực này ngay lập tức bị phong tỏa. Thi thể có những vết thương nghiêm trọng trên đầu và mặt làm vỡ hộp sọ. Rudolf Lockman, giáo sư tại Đại học Khoa học Ứng dụng Anhalt, sau đó đã mô tả tình trạng của cô ấy rằng miệng cùng với khuôn mặt của cô ấy bị đập nát một cách dã man. Cơ thể biến dạng của cô ấy đầy những vết thương do phải vật lộn để sinh tồn. Tại hiện trường, tất cả đồ đạc của Trang Zili, bao gồm quần áo và điện thoại di động, chìa khóa căn hộ đều đã mất tích. Nghi do thủ phạm là kẻ cướp hoặc đã quăng bỏ để thủ tiêu bằng chứng. Đồng thời, mặt cỏ cũng như khu vực Trang Zili nằm khá gọn gàng. Rất có thể cô được đưa đến đây sau khi bị giết ở một nơi nào đó khác. Phát hiện quan trọng cuối cùng, cảnh sát tìm thấy ADN của nghi phạm trên cơ thể Trang Zili. Nghi xuất hiện do quá trình giằng co xô xát mà có. Một bằng chứng cực kỳ quan trọng mà cô gái trẻ gửi lại cho cảnh sát trước khi chấp nhận xuôi tay. Trang Zili là ai? Trang Zili sinh năm 1990 tại Giao Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Sinh ra là con một, cô lớn lên trong một gia đình hòa thuận, có bố và mẹ đều là cảnh sát. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô theo học chuyên ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nam. Trang Zili rất ham học, cô muốn tìm hiểu sâu hơn về kiến trúc và may mắn đậu vào cuộc phỏng vấn với một giáo sư kiến trúc tại Đại học Anhalt ở Đức, người đến Trung Quốc tìm kiếm những sinh viên xuất sắc. Vì vậy, Trang Zili đã đăng ký học cao học kiến trúc tại Đại học Anhalt vào năm 2015. Dù rất buồn khi phải xa bố mẹ, nhưng Trang Zili đành gạt nước mắt lên đường bay đến Đức với ước mơ tương lai rằng sẽ được thiết kế ngôi nhà tưởng tượng của riêng mình từ khi còn nhỏ. Sau khi đến Đức, Li Trang Zili thích nghi rất nhanh với cuộc sống nơi đây, bởi ở thành phố Dessau có rất nhiều sinh viên Trung Quốc sinh sống và học tập. Và họ sống cùng nhau trong một khu chung cư ở trung tâm thành phố, cùng động viên nhau học hành. Li Trang Zili đã khiến những người xung quanh ngạc nhiên với điểm số xuất sắc. Và vào tháng 5 năm 2016, cô tốt nghiệp sớm và nhận bằng thạc sĩ kiến trúc. Trước khi trở về quê hương, Trang Zili ở lại Đức để xử lý chút giấy tờ cần thiết. Cô cũng không quên chăm sóc bản thân khi luôn giữ thói quen tập thể dục, kết thúc một ngày bằng việc chạy bộ vào mỗi tối để cơ thể thật khỏe mạnh. Cô gái trẻ có lẽ đã không lường trước được, chính việc chạy bộ này đã tạo nên cuộc gặp định mệnh và cho kẻ ác có cơ hội ra tay. Lần xuất hiện cuối cùng của Li Trang Zili và những nỗ lực tìm kiếm. Ngày 11 tháng 5 năm 2006, sau khi đã hoàn thành tất cả công việc trong ngày, Li Trang Zili, 25 tuổi, thay quần áo để chạy bộ như thường lệ. Cụ thể là vào lúc 8 giờ 30 tối, Li Trang Zili nói với bạn cùng phòng rằng cô sẽ đi chạy bộ rồi cứ thế mà đeo tai nghe và ra ngoài.
và đây chính là hình ảnh cuối cùng của Ly Giang Tri trước khi không một ai liên lạc được với cô. Ngay khi nhận ra Ly Giang Tri về trễ hơn bình thường, bạn bè và bạn cùng phòng đã gọi điện cho cô nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời. Tình hình có lẽ càng lúc càng nghiêm trọng. Bạn bè Ly Giang Tri đã chia nhau chạy ra ngoài tìm Ly Giang Tri, gọi tên và tìm kiếm cô, nhưng vẫn không tìm thấy Ly Giang Tri ở đâu cả. Sáng hôm sau, ngày 12 tháng 5 năm 2016, bạn của Ly Giang Tri đến báo với nhà trường rằng cô vẫn chưa trở về nhà. Trường ngay lập tức báo cảnh sát về sự mất tích kỳ lạ này. Vào thời điểm đó, cảnh sát nhận định rằng việc Ly Giang Tri mất tích không phải là một vụ bỏ nhà ra đi đơn thuần, vì dựa theo lời khai của bạn bè Ly Giang Tri, thì trước đó cô chưa bao giờ qua đêm bên ngoài. Với sự vào cuộc của cảnh sát, thông tin Giang Tri Ly mất tích đã nhanh chóng lan trên mạng xã hội Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc cũng đã hỗ trợ hết mình để tìm Ly Giang Tri. Các đặc phái viên Trung Quốc tại Đức cũng đã giúp sức lan tỏa thông tin về vụ việc này để tìm kiếm cô. Khi đó, máy bay trực thăng, camera nhiệt, thậm chí cả chó nghiệp vụ đã được huy động để tìm kiếm, tập trung quanh lộ trình Giang Tri Ly chạy thể dục. Cảnh sát xác nhận rằng tín hiệu điện thoại di động của Giang Tri Ly đã bị cắt vào khoảng 9 giờ 40 phút tối ngày 11 tháng 5 năm 2016, tức là đêm cuối cùng mọi người còn nhìn thấy cô. Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm, để chắc chắn không bỏ sót cơ hội nào, thì họ vẫn liên tục gọi vào điện thoại di động của Giang Tri Ly. Đáng ngạc nhiên, cuộc gọi đầu tiên được bắt máy với tiếng gằn của một người đàn ông, nhưng không nói gì, rồi tắt ngay lập tức. Ngay sau đó, điện thoại bị ngắt sóng hoàn toàn. Cảnh sát cảm thấy có điều gì đó đáng ngại và quyết định rằng đây không phải là một vụ mất tích đơn thuần. Cha mẹ của Ly Giang Tri cũng được báo tin rằng đứa con gái duy nhất của họ đã mất tích. Giáo sư của Giang Tri Ly đã nói với cha mẹ cô rằng nếu có bất cứ thông tin gì mới, họ sẽ được thông báo ngay. Thật không may, vào lúc 11 giờ sáng ngày 13 tháng 5 năm 2016, các nhân viên cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Giang Tri Ly cách căn hộ của cô chưa đầy 300 mét. Dư chấn sau cái chết của nữ du học sinh. Khi thi thể của Ly Giang Tri được tìm thấy, các sinh viên sống trong chung cư của cô đã vô cùng kinh hãi. Không chỉ vì sự tàn phá trên thi thể cô gái trẻ, mà còn vì các vật dụng cá nhân của Ly Giang Tri đã bị mất. Trong đó có chìa khóa chung cư, nên người ta lo ngại rằng nghi phạm có thể lấy được chìa khóa và vào khu vực chung cư. Vụ việc kinh hoàng diễn ra tại khu vực yên tĩnh và tưởng như bình yên này đã gây ra chấn động cả nước Đức và gây chấn động mạnh trong cộng đồng người Hoa. Một số người bạn Trung Quốc của cô đã bị sốc trước vụ việc và trở về nước ngay lập tức. Vào ngày 18 tháng 5 năm 2016, hơn 600 sinh viên Trung Quốc sống ở Đức đã tổ chức một cuộc biểu tình tưởng niệm cái chết của Ly và cảnh báo thủ phạm rằng anh ta sẽ phải trả giá cho tội ác của mình. Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin đã cảnh báo sinh viên Trung Quốc không được ra ngoài một mình vào buổi tối và ra lệnh bảo vệ thêm những người bạn Trung Quốc của Ly Giang Tri. Khi nghe tin con gái qua đời, cha mẹ của Ly Giang Tri lập tức lên đường sang Đức. Thời gian đầu, cha của Giang Tri Ly, một sĩ quan cảnh sát, hoàn toàn tin tưởng vào cảnh sát Đức. Nhưng sau đó, ông cảm thấy không hài lòng với tốc độ điều tra chậm chạp của họ. Cụ thể, khi cha của Ly Giang Tri cho rằng tội ác có thể đã xảy ra ở gần nơi tìm thấy thi thể Giang Tri Ly, rồi tiến hành yêu cầu cảnh sát điều tra toàn bộ tòa nhà gần đó, thì các cảnh sát tại đây lại vô cùng lề mề chậm chạp. Lời tự thú của thanh niên cốt rộng giống phượng. Vào ngày 23 tháng 5 năm 2016, 10 ngày sau khi phát hiện thi thể Giang Tri Ly, một thanh niên bất ngờ bước vào đồn cảnh sát với vẻ lo lắng. Đó là Sebastian, 21 tuổi, mẹ anh là cảnh sát khu vực và cha dượng của anh là cảnh sát trưởng. Không ai ở sở cảnh sát là không biết mặt Sebastian, con trai của một cặp vợ chồng đồng nghiệp. Vậy mà anh chàng này lại nói rằng mình có chuyện cần khai báo về cô gái bị giết Giang Tri Ly. Điều này khiến mọi người đều hoang mang. Sebastian đã nói với cảnh sát rằng anh đã gặp Giang Tri Ly vào đêm trước khi cô mất tích và ADN được tìm thấy trên thi thể cô ấy có thể là của mình. Cụ thể, tối hôm xảy ra vụ việc, vị hôn thê của Sebastian là Xenia đã đưa Ly Giang Tri, một người đang chạy bộ vào buổi tối hôm đó, về nhà của mình. Sau đó họ đã quan hệ tình dục với nhau.
và vì thế mà ADN của anh chàng có trên cơ thể của cô Trang Tri Lị. Sebastian nói rằng mọi thứ diễn ra một cách tự nguyện và khi xong việc, Trang Tri Lị rời khỏi nhà và đi đâu đó mà cả anh và vợ sắp cưới đều không biết rõ. Đồng thời anh cũng khẳng định rằng mình không liên quan gì đến cái chết của cô ấy. Tuy nhiên, cảnh sát đã ngay lập tức bắt giữ Sebastian vì những lời khai vô lý này và ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm vị hôn thê của anh ta. Cảnh sát đã tìm được thông tin Xenia và tiến hành điều tra cặp đôi này. Nhưng Sebastian nói rằng anh ta chỉ đến đồn cảnh sát để làm sáng tỏ nghi ngờ về ADN của mình có trên cơ thể của Li Giang Tri. Rằng anh ta chỉ cố gắng giúp đỡ cuộc điều tra chứ không phải tự thú. Xenia bị thẩm vấn đã trả lời rằng lời khai của Sebastian là đúng và ngay lập tức cảnh sát đã lục soát căn hộ nơi cặp đôi này đang ở. Ngạc nhiên thay, căn hộ của họ lại ở tòa nhà đối diện với tòa nhà của Li Giang Tri, cũng cách nơi tìm thấy thi thể không xa. Khi biết tin, cha của Li Giang Tri tin chắc rằng Sebastian là nghi phạm chính và khẳng định rằng ngôi nhà của y là nơi xảy ra vụ việc. Nhưng kỳ lạ thay, cảnh sát đã không khám xét căn hộ của Sebastian một cách tỉ mỉ và họ cố tình kéo dài thời gian mà không tìm ra bằng chứng thuyết phục. Sự thật là sau khi vụ việc xảy ra, mẹ của Sebastian đã đích thân đến điều tra căn hộ nơi con trai bà sống và thực hiện các cuộc phỏng vấn với những người dân xung quanh. Nhưng khi tiến hành điều tra, bà này mỗi ngày đều gọi hơn 10 cuộc điện thoại với con trai mình. Nghi ngại có thể do cha và mẹ của nghi phạm Sebastian đều là cảnh sát nên khó có thể tiến hành điều tra một cách minh bạch. Cuối cùng, cha mẹ Trang Tri Lị đành phải thuê một thám tử tư để điều tra vụ án con gái của họ. Vào ngày 5 tháng 6 năm 2016, đám tang của Li Giang Tri được tổ chức. Ngạc nhiên thay, một ngày sau đám tang của Giang Tri Lị, người mẹ và cha dượng của nghi phạm Sebastian đều xin nghỉ làm để tổ chức tiệc khai trương nhà hàng mới. Lập tức, xã hội vô cùng lên án gia đình này vì trong khi mọi người đang tưởng niệm Li Giang Tri, họ lại tổ chức tiệc mừng khai trương. Đáp lại, hai vợ chồng cảnh sát viện cớ hèn nhát rằng đó là sự kiện đã được chuẩn bị từ trước nên không thể hủy được. Thế nhưng quả thực, lẽ thường không ai lại tổ chức một bữa tiệc trong tình huống như thế này. Vậy nên cuối cùng, hai sĩ quan cảnh sát ngay lập tức bị cách chức. Mặt khác, đối mặt với sự phản đối của dư luận, cảnh sát khu vực xảy ra vụ án đã chuyển cuộc điều tra cái chết của Li Giang Tri sang cơ quan điều tra khác. Đã đến lúc thực sự được điều tra. Ngay sau khi cuộc điều tra về Trang Tri Lị được chuyển đến một sở cảnh sát khác, cuộc điều tra đã được đẩy nhanh tốc độ. Đầu tiên, vào ngày 8 tháng 6 năm 2016, các công tố viên bắt đầu cuộc điều tra bằng việc cáo buộc cha mẹ nghi phạm Sebastian che đậy tội ác con trai. Tuy nhiên, cặp vợ chồng này khẳng định rằng họ không liên quan gì đến vụ án và đã được chấp nhận với kết quả trắng án. Kế đến, cảnh sát đã khám xét tỉ mỉ căn hộ của Sebastian và tìm thấy vết máu của Li Giang Tri trong căn nhà trống ở tầng 1 của căn hộ. Đồng thời, theo lời khai của Sebastian và ADN của anh ta thực sự được tìm thấy trong cơ thể của Giang Tri, nên tiến hành bắt giữ Sebastian với lý do là nghi phạm chính. Đặc biệt hơn, cảnh sát đã thu được một bằng chứng quan trọng. Đó là đoạn video ghi lại cuộc gặp gỡ giữa vị hôn thê của Sebastian là Xenia và Li Giang Tri được quay trước căn hộ của Sebastian vào đêm xảy ra vụ án. Ở dữ liệu camera giám sát, người ta thấy Xenia đang ngập ngừng trước lối ra vào tòa nhà. Khi Giang Tri Li chạy bộ ngang qua và Xenia ngay lập tức tiếp cận cô ấy và bắt đầu ra hiệu nhờ giúp đỡ. Li Giang Tri do dự một lúc rồi theo Xenia vào căn hộ của Sebastian. Đây là lần cuối cùng Li Giang Tri xuất hiện trong camera giám sát. Trước đó, cảnh sát nghĩ rằng vụ việc này là hành vi phạm tội cá nhân của Sebastian. Nhưng nhờ có camera theo dõi, cảnh sát đã khẳng định được Xenia cũng là đồng phạm. Cuối cùng, một kết quả điều tra khác, một ngày trước khi Sebastian đến đồn cảnh sát, y đã gọi điện cho mẹ của mình và nói với bà rằng anh ta có quan hệ tình dục với cô gái Trung Quốc được đưa tin suốt những ngày qua. Và ngạc nhiên thay, bà nói rằng hãy đi tới đồn cảnh sát và làm y theo lời chỉ dẫn. Sau đó, mẹ Sebastian không báo cáo sự việc lên cấp trên mà tiếp tục giữ im lặng và tìm cách che đậy sự việc. Đây chính là thông tin khẳng định thêm
anh ta phải có tội lớn thì nữ cảnh sát mới bao che và tính toán đến mức như vậy. Phiên tòa kịch tính và sự đền tội thích đáng. 12 ngày kể từ khi phát hiện thi thể Li Giang Tri, ngày 25 tháng 11 năm 2016, phiên tòa xét xử vụ án bắt đầu. Không biết xấu hổ, Sebastian liên tục giữ im lặng và chỉ nói rằng anh ta không biết gì. Phiên tòa diễn ra không suôn sẻ. Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra sau đó khi vị hôn thê của Sebastian, Xenia, đột nhiên phá vỡ sự im lặng và đưa ra lời khai mang tính quyết định. Phiên tòa bắt đầu diễn ra bất lợi cho Sebastian. Xenia nhớ lại từng ký ức về ngày xảy ra sự việc và bắt đầu kể câu chuyện về những giây phút cuối cùng của chàng Tri Li. Xenia, vị hôn thê của Sebastian, là một người phụ nữ có quá khứ bất hạnh. Bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, cô sống một cuộc sống khó khăn khi không được ai nuôi dạy. Tệ hơn nữa, cô đã có con khi còn trẻ, nhưng cha của đứa trẻ đã bỏ rơi cô ngay khi em bé vừa được sinh ra. Sau đó, cô quen biết Sebastian và anh ta đã bao bọc ấm áp cho hai mẹ con. Cô ấy yêu Sebastian vì đã chấp nhận mình và luôn cố gắng làm mọi cách để không bị bỏ rơi lần nữa. Thế rồi, Sebastian dần rất khác so với những gì cô nhìn thấy ban đầu. Sebastian có tính cách bạo lực và độc đoán, đe dọa sẽ rời bỏ bất cứ khi nào anh ta không thích cô ấy, và cô buộc phải sống một cuộc sống phục tùng Sebastian. Bất kể Sebastian yêu cầu điều gì, cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo. Sau đó không lâu, vì mệt mỏi với tính cách kỳ lạ và hành vi hung hăng của Sebastian, Xenia tìm đến mẹ của Sebastian để được giúp đỡ như một phương sách cuối cùng. Bởi lúc đó, người duy nhất có thể kiểm soát được Sebastian chính là mẹ anh. Nhưng bất ngờ, mẹ của Sebastian cho rằng những hành vi sai trái của con trai mình là do Xenia gây ra. Vậy là cuối cùng, cô đã từ bỏ mọi hy vọng và sống một cuộc đời phục tùng Sebastian. Vào ngày xảy ra vụ án, Sebastian đột nhiên yêu cầu Xenia ra ngoài và đưa phụ nữ về nhà, đe dọa sẽ rời khỏi nhà nếu cô không làm như vậy. Xenia đã chống lại yêu cầu vô lý của Sebastian. Nhưng cuối cùng, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo anh ta. Xenia ra khỏi căn hộ của mình và nhìn quanh phố, hy vọng rằng sẽ bắt gặp ai đó. Lúc này, chàng Tri Li đang chạy ngang qua. Lúc đó, Xenia đã gọi lại và nhờ cô giúp đỡ. Xenia đã nhờ Giang Tri Li giúp chuyển chiếc thùng vào căn hộ. Cô gái tốt bụng Giang Tri Li đã do dự một lúc rồi đồng ý yêu cầu của Xenia. Và vậy là Giang Tri Li vào nhà của Sebastian với Xenia. Ngay khi Giang Tri bước vào căn hộ, Sebastian đã chờ sẵn và tấn công cô, thực hiện hành vi tàn độc với cô. Đáng ngạc nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Sebastian có hành vi như vậy. Hắn ta đã làm điều này thường xuyên. Nhưng những lần trước đó, y thả nạn nhân ra, rồi đe dọa để họ không tố cáo mình là xong. Xenia nghĩ rằng anh ta sẽ tha mạng cho Giang Tri Li như thường lệ. Nhưng tiếc là lần này Sebastian đã hành động khác đi. Xenia sững sờ và hỏi tại sao giết cô gái đó. Nhưng Sebastian bình tĩnh nói, thích thì làm thôi. Cuối cùng, sau nửa đêm, Sebastian và Xenia đã vứt xác cô ấy. Và thế là Li Giang Tri, du học sinh Trung Quốc, đã mất mạng một cách oan uổng như vậy. Công tố viên bắt đầu gây sức ép với Sebastian dựa trên lời khai của Xenia. Nhưng tại tòa án, Sebastian đã nổi cơn tức giận và hét lên, câm miệng, sau đó giữ im lặng trong phần còn lại của phiên tòa. Vào ngày 4 tháng 8 năm 2017, tòa án đã kết án Sebastian tù chung thân và phạt tù 5 năm 6 tháng đối với Xenia. Tuy nhiên, Sebastian vẫn kháng cáo, khẳng định mình vô tội. Và vào ngày 6 tháng 9 năm 2018, đơn kháng cáo của y đã bị bác bỏ. Trước đó, vào cuối năm 2017, nhà hàng của mẹ và cha dượng Sebastian đã đóng cửa sau 18 tháng hoạt động. Có rất nhiều bình luận xấu về nhà hàng trong phần đánh giá trên Internet và bạn bè của Giang Tri Li đã biểu tình trước nhà hàng hàng ngày, nên cuối cùng nó không thể hoạt động được. Sau vụ việc, cha mẹ của Li Giang Tri rời Đức với trò cốt của con gái họ và trở về quê hương. Khi còn học ở Đức, cô gái Li Giang Tri thường nói với bố mẹ mình ở Trung Quốc rằng bầu trời ở Đức rất xanh và mọi người rất tốt bụng. Vậy mà cuối cùng, cũng từ vùng đất xinh đẹp này, cô lại không bao giờ có thể gặp lại cha mẹ mình.